đang đi du lịch, đoàn khách phát hiện sinh vật kỳ dị khiến dân mạng ngỡ ngàng. Mới đây, một đoàn khách trong lúc đi du lịch, khi đang đi trên các bậc thang thì vô tình phát hiện một sinh vật có hình thù quái lạ. Theo đó, sinh vật kỳ lạ này có hình dạng thon dài, một cái đầu bé tí với tứ chi linh hoạt. Lúc đầu thì bám chặt trên mặt nghiêng của thềm cầu thang, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ đoàn người, con vật này liền buông ngã xuống mặt đất, sau đó tiếp cách bò đi. Nhìn như cái cây, em tưởng cái cây nó mắc. Con cây nhìn như cành cây luôn. Trên đời có những con nếu như mình nhìn thì mà chưa thấy cái cây. Nó nhìn nó không khác gì một cây luôn. Như cành cây. Như cây cỏ trước ấy. Cái này ai đi qua thì cầm nhìn. Mắt ra đây. Thoạt nhìn thì có thể chúng ta sẽ lầm tưởng đó là một nhành cây, bởi thân hình của nó được bao phủ bởi một màu xanh sẫm. Bên cạnh đó còn có những chi tiết giống hệt mắt cây. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã cho rằng con vật kỳ lạ này là một sinh vật huyền bí từ xứ sở bình nguyên vô tận trốn ra. Bên cạnh đó, không ít người lại cho biết tên con này là bỏ qua, thường có nhiều ở nông thôn, tuy nhiên bây giờ cũng thuộc dạng hiếm có khó gặp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.